Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ có rất nhiều địa danh đã khắc ghi vào lịch sử, trong đó có địa danh Hồng Cúm, nơi đặt các cứ điểm phân khu Nam của quân Pháp. 70 năm đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện về một thời đạn bom khốc liệt và những chiến công hào hùng của dân tộc, của đất nước thì còn mãi với thời gian. Chiến trường xưa này đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống của người dân ở Hồng Cúm cũng đã đổi thay. Phân khu Hồng Cúm nằm ở phía nam của lòng chảo Điện Biên nên còn gọi là phân khu Nam, một trong ba phân khu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ do thực dân Pháp xây dựng. Phân khu này nằm cách sở chỉ huy của tướng De Castery khoảng 6 đến 7 km. Các cứ điểm của phân khu được bố trí dọc theo hai bờ sông Nậm Rống và có cả sân bay dã chiến Hồng Cúm. Nhiệm vụ của phân khu là ngăn chặn mọi cuộc tấn công từ phía Nam, bảo vệ và sẵn sàng chi viện cho phân khu trung tâm. Các cứ điểm cũng án ngữ con đường để quân Pháp rút lui sang Thượng Lào nếu thất bại. Với tầm quan trọng như vậy, nên Pháp đã bố trí ở đây lực lượng trên 2.000 quân và hỏa lực rất mạnh với cả pháo, xe tăng. Sau nhiều ngày đào hào vây lấn và trải qua những trận chiến ác liệt, đến đêm ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta mới làm chủ hoàn toàn phân khu Hồng Cúm. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc toàn thắng. Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn nhiều quý vị đã biết đến câu thơ nổi tiếng trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu. Và nơi tôi đang đứng đây chính là bia di tích của địa danh Hồng Cúm, nơi cách đây 70 năm thực dân Pháp đã đặt các cứ điểm của phân khu phía Nam, hay còn gọi là phân khu Hồng Cúm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến trường xưa nay đã là đồng ruộng, khu dân cư. Dấu tích của cuộc chiến cách đây 70 năm chỉ còn lại tấm bia di tích đặt tại địa phận thôn Hồng Cúm, xã Thanh An, huyện Điện Biên. Bà Đào Thị Thanh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hồng Cúm, nhà ở ngay gần bia di tích. Nhiều năm qua, bà cùng người dân trong thôn thường xuyên quan tâm gìn giữ bia di tích lịch sử. Cô sinh ra mà lớn lên ở mảnh đất này ở thôn Hồng Cúm, xã Thanh An. Thì cha ông các cụ kể lại là khu nơi là nơi chiến trường, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Nhiều cán bộ và chiến sĩ đã hy sinh ở mảnh đất này. Nên mình thường xuyên ra thắp hương để tri ân cùng các cụ đã ngã xuống. Thôn Hồng Cúm, xã Thanh An hiện nay có 42 hộ dân với 162 nhân khẩu, sinh sống tập trung dọc theo hai bên quốc lộ 279. Ông Trịnh Quang Khâm, cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, lên Điện Biên sinh sống từ năm 1984. Ông đã có hơn 20 năm liên tục làm trưởng thôn Hồng Cúm. Theo ông Khâm cho biết, nhiều năm qua, dù ít hộ, ít khẩu và trải qua nhiều biến động của việc sáp nhập thôn bản, nhưng người dân vẫn muốn giữ nguyên tên thôn gắn liền với địa danh Hồng Cúm lịch sử. Chúng tôi lên đây rồi tất cả coi như cái khu vực này ấy còn sơ xác nhà cửa, tất cả ấy còn sơ xác, cái địa danh Hồng Cúm vẫn còn một số di tích lịch sử. Thế thì phát huy cái tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng và coi như có di tích lịch sử của thôn Hồng Cúm, sân bay Hồng Cúm, thế cho nên là chúng tôi là xác định về mặt thay mặt chính quyền là xác định coi như là tập trung lãnh đạo toàn dân là đoàn kết để coi như tập trung để xây dựng nền kinh tế của thôn vững mạnh. Thôn Hồng Cúm đến nay khởi sắc và toàn diện. Năm 2022 thì coi như đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện coi như là cấp bằng công nhận là coi như là thôn văn hóa kiểu mẫu. Hồng Cúm hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Ngay trên khu vực đặt cứ điểm và sân bay Hồng Cúm, giờ đây nhà cửa san sát, ruộng vườn chủ phú. Gia đình ông Nguyễn Tư Thư là một hộ điển hình trong phát triển kinh tế của thôn. Ngoài canh tác ruộng lúa hai vụ, trồng cây ăn quả, gia đình ông còn phát triển chăn nuôi lợn giống, lợn thịt.
Những năm gần đây, nắm bắt nhu cầu của thị trường, gia đình ông mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gà theo mô hình hữu cơ, an toàn sinh học. Mỗi lứa gia đình ông nuôi trên 200 con. Sau khi trừ chi phí, mô hình kinh tế mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 80 đến 100 triệu đồng trên năm. Hiện tại bây giờ là bác ấy quay lại vấn đề chăn nuôi thì bác vừa rồi đang đầu tư là 10 con thì cháu 10 con bác xuất chuồng đó là mỗi con là cỡ trên một tạ. Đấy. Còn chăn nuôi thêm gà, ngán thì gọi là nguồn thu nhập thì nói chung thực sự nó không được cho lợn lắm thì cũng đủ trang trải trong gia đình. Bởi vì hai vợ chồng con hai cháu đang đi làm, một cháu thì đi làm, còn cháu giờ đang đi du học ở nước ngoài. Đấy. Thì cuộc sống gia đình gọi là tạm ổn trong cuộc sống. Gia đình ông Thư chỉ là một trong số hàng chục hộ sản xuất kinh doanh sỏi của thôn Hồng Cúm. Cùng với sản xuất nông nghiệp, những năm qua, tận dụng các điều kiện ưu thế về giao thông, mặt bằng, thôn Hồng Cúm xuất hiện ngày một nhiều các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Các mặt hàng đa dạng từ buôn bán vật liệu xây dựng như tôn, ngói, nội thất đến máy vi tính, thiết bị văn phòng, cửa hàng tạp hóa, vân vân đã đưa Hồng Cúm trở thành địa điểm kinh doanh sầm uất của xã Thanh An. Các hộ này có doanh thu từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Lúc đấy thì cái chỗ này nó cũng rất là nó cũng thưa đấy, mà chỗ này đất nó cũng chỉ là cái ao thôi, chỉ mới đầu chị về nó cũng rất là vất vả, từ cái khâu mà mình phải làm móng lên vượt lên các thứ là nó cũng rất vất vả, xong dần dần nó đưa có cái cơ ngơi như ngày hôm nay. Trước thì chị mới về thì nó chỉ có một cơ sở, hai cơ sở như chị thôi, còn bây giờ thì nó đến 4-5 cơ sở, là nó phát triển lên nhiều đấy bạn. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và tinh thần nỗ lực đoàn kết của người dân, đến nay Hồng Cúm là một trong những thôn bản tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của xã Thanh An. Nhiều năm nay, toàn thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng trên năm. Thôn Hồng Cúm được công nhận đạt các tiêu chí thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu. Trong những năm qua thì được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư, xây dựng cái chương trình nông thôn mới của xã Thanh An, thì đặc biệt ở thôn Hồng Cúm ấy thì cũng đã được đầu tư nâng cấp, thứ nhất về đường dân sinh, thứ hai nữa là về cơ sở vật chất, rồi là được đầu tư về vốn để bà con nông dân làm ăn phát triển kinh tế. Đến cái thời điểm này là phải nói là cái đời sống vật chất rồi của người dân, của hội viên là phải nói được nâng lên rất là nhiều. Đấy. Mức thu nhập của người dân đấy, đối với nông dân ở xã Thanh An này, đặc biệt ở thôn Hồng Cúm này, làm biết làm ăn, phát triển kinh tế xã hội đấy, ổn định. Hiện nay đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, cán bộ nhân dân thôn Hồng Cúm nhiều năm qua chung một trăn trở, đó là trong các di tích thuộc ba phân khu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chỉ có phân khu Hồng Cúm chưa được quan tâm đầu tư tôn tạo, phục dựng cho xứng tầm. Tất cả chứng tích về chiến công năm xưa chỉ có một tấm bia di tích. Thì đây là coi như là một cái chúng tôi rất là trăn trở, là một cựu chiến binh của xã Thanh An, rất là trăn trở cái vấn đề coi như là cái di tích lịch sử Hồng Cúm rất cần sơ sài. Thế tôi cũng nguyện vọng, tôi đề nghị có cái phương án, cái trình tu lại và cái di tích lịch sử của cái địa danh thôn Hồng Cúm nó như thế nào đấy, để ta có để xây dựng cái lòng tin tưởng của nhân dân và đón những cái khách tham quan đến, ta có nghĩ đến để tham quan đến để biết cái di tích lịch sử này sau này coi như để coi hướng tới để coi như truyền lại cho con cháu mai sau. 70 năm trước, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Hôm nay trên chiến trường xưa, người dân Hồng Cúm đã và đang nối tiếp truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.